chào các bạn, mình là Nguyễn Mai Đức và đây là video chia sẻ kinh nghiệm du học của Sunrise Việt Nam. Hiện nay mình đang thực học ngành marketing tại Đại học IBH của Đức. Ngoài ra, mình còn là tác giả của cuốn sách 20 hành trang cho chuyến xe tuổi 20S. Lý do mình quyết định đi du học từ bậc trung học phổ thông đó là mình muốn phát triển những kỹ năng mềm như là sống độc lập và học ngoại ngữ. Ngoài ra thì mình cũng muốn kết bạn mới và có những trải nghiệm về văn hóa và giáo dục khác so với những gì mà mình đã có ở Việt Nam. Nền giáo dục Việt Nam và Anh Quốc có khá nhiều sự khác biệt. Ví dụ như là ở Anh Quốc thì họ coi trọng áp dụng thực tế, trong khi ở Việt Nam thì kiến thức nền tảng và lý thuyết vẫn rất là quan trọng. Ngoài ra, ở Việt Nam thì người thầy giáo đóng vai trò rất là quan trọng từ A đến Z. Còn ở Anh Quốc thì bạn được kỳ vọng là tư duy và hoạt động độc lập rất là nhiều. Mình đã trưởng thành hơn rất là nhiều. Ngoài việc trưởng thành thì cái khả năng ngoại ngữ, khả năng nói tiếng Anh và nói tiếng Đức của mình cũng khá lên. Quan trọng hơn hết, mình đã phát triển rất là nhiều những kỹ năng mềm mà có lẽ nếu như mình học ở Việt Nam mình đã không thể phát triển được, ví dụ như là sống độc lập, quản lý tài chính cá nhân và quản lý thời gian. Mình cũng đã gặp khó khăn khi mà lần đầu bước chân đến phương Tây, ví dụ như là sự đúng giờ. Ở cả Anh và Đức, hai nơi mà mình đã sinh sống, thì sự đúng giờ rất là quan trọng. Nếu bạn nói 9 giờ sáng bạn sẽ có mặt thì có nghĩa là người ta kỳ vọng bạn sẽ có mặt lúc 9 giờ sáng chứ không phải là 9 giờ 5 phút hay 9 giờ 10 phút. Ngoài ra, người dân phương Tây cũng có xu hướng là nói thẳng những gì họ đang nghĩ trong đầu chứ thường không có nghĩa đen và nghĩa bóng như là ở Việt Nam. Trải nghiệm du học không thực sự màu hồng như trong trí tưởng tượng của chúng ta. Ví dụ đầu tiên, đấy chính là về việc học ngoại ngữ. Mình đã dành thời gian khá là dài ở Việt Nam để học ngoại ngữ và trau dồi rất nhiều kiến thức về từ vựng và ngữ pháp. Sau khi đi du học, mình mới nhận thấy rằng số kiến thức đó là chưa đủ để mình có thể nghe giảng và trò chuyện với người nước ngoài 24/24 giờ. Ví dụ tiếp theo, đấy là các bạn sẽ phải làm mọi điều một mình. Tự trang trí nhà cửa, tự mua sắm đồ đạc, tự đưa quần áo đến tiệm giặt là tất cả những điều đó các bạn sẽ phải làm một mình. Và đây là thử thách cho mọi du học sinh. Có lẽ là cái việc chuẩn bị du học Anh của mình thì cũng khá giống với những bạn là du học sinh khác. Đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải chọn trường, chọn ngành, chọn địa điểm, bởi vì một trường có thể có địa điểm ở nhiều thành phố khác nhau. Sau đó là xin học bổng, xin visa và lên đường. Lý do đầu tiên đấy là mình muốn có một trải nghiệm khác, một cái trải nghiệm mới mà mình chưa có ở Anh. Ngoài ra, bằng việc đi Đức thì mình cũng có thể phát triển ngoại ngữ mới, đấy chính là tiếng Đức. Nước Đức cũng là một nền kinh tế phát triển, một xã hội văn minh và có rất nhiều thứ để người trẻ như mình có thể học hỏi. Sunrise Việt Nam đã giúp đỡ mình rất nhiều trong quá trình nộp hồ sơ du học Anh. Công ty đã kết nối mình với đại diện tuyển sinh của trường và từ đó mình đã được trường nhận học cũng như là trao học bổng. Ngoài ra, với 16 năm kinh nghiệm và với sự hợp tác với rất nhiều trường đại học và cao đẳng trên thế giới thì Sunrise Việt Nam cũng đã giúp mình xin visa du học Anh thành công. Và như thế đây thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Sunrise Việt Nam. Đối với những bạn du học sinh đang chuẩn bị lên đường du học thì lời khuyên đầu tiên của mình đấy là hãy chuẩn bị sẵn sàng về mặt ngoại ngữ. 7.0 IELTS hay là 8.0 IELTS vẫn chưa nói lên điều gì. Bản thân khi mình đi Anh được 7.5 IELTS nhưng khi sang đó vẫn cảm thấy khó khăn trong việc giao tiếp với người nước ngoài. Vì vậy, hãy chuẩn bị sẵn sàng về mặt ngoại ngữ, nhất là về mặt nghe và nói, bởi vì các bạn sẽ phải ở trong một môi trường nói tiếng Anh 24/24 giờ. Tiếp theo, đừng quên phát triển những kỹ năng sống độc lập, những kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, quản lý thời gian, ngày hôm nay làm gì, ngày mai làm gì, ngày kia làm gì. Bởi vì đây là những kỹ năng mà bạn cần làm chủ ở một môi trường mà không có bố mẹ bên cạnh. Vào tháng sau thì mình sẽ đến Hồng Kông để tham gia một chương trình trao đổi sinh viên trong vòng 4 tháng. Nửa đầu năm sau thì mình sẽ sang Singapore để thực tập và sau đó quay lại Đức để học kỳ cuối. Sau khi tốt nghiệp tại Đức thì mình có mong muốn ở lại Đức làm việc theo ngành marketing. Còn về một dự định lâu dài của mình thì đó là về Việt Nam để tham gia công tác giảng dạy. Lần đầu được đến châu Âu. Chuyện buồn nhất ở Anh của bạn là gì? Chưa cơ cầm được cô gái người Anh nào cả. Bạn đã đi qua bao nhiêu thành phố của Anh rồi? Nhiều lắm, không thể nhớ hết được. Thế thành phố ưa thích nhất của bạn là anh là thành phố nào? London, và mãi mãi là London. Ok, miêu tả trường cấp 3 của bạn bằng một từ. Địa điểm yêu thích nhất của bạn trong trường là đâu? Công ty. Bạn dành bao nhiêu thời gian để cứu tim trong một tuần? Tất cả các ngày trong tuần. Bạn có thường xuyên đến thư viện trường không? Tất nhiên là trường mình không có thư viện. Cuốn sách yêu thích nhất của bạn là cuốn sách gì? Tư duy nhanh chậm của Daniel Kahneman. Bạn đang ở Đức thì bia Đức ngon không? Ngon thì là xúc xích Đức vậy.
Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.